What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng các anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ cùng anh em đi khám phá một em bàn phím cơ mới của hãng Edora. Và theo mình thì đây là một trong những con bàn phím cơ tốt nhất mà Edora đã từng làm. Vậy để xem con này có cái gì đặc biệt nha. Ok, let's go. Về cái cách đóng hộp bên ngoài thì nó không khác gì những cái con Edora phiên bản Pro hay là GB bây giờ. Nó cũng tông chủ đạo là màu đen. Tuy nhiên thì cái mã của nó sẽ là EK387W, không có chữ RGB hay là các cái chữ Pro. Đó. Ở phía bên trong hộp thì chúng ta sẽ vẫn có một chiếc bàn phím được bọc trong cái túi chống sốc. Rồi, và chúng ta vẫn sẽ được tặng một cái cover để chống bụi khá là hữu dụng. Ngoài ra ở dưới bàn phím thì chúng ta sẽ có thêm một cái keybuller, đây là cái dùng để nhổ keycap. Một cái hướng dẫn sử dụng thì như mình đã khuyên ở các lần trước thì chúng ta nên giữ lại cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng này, tại vì đây những cái bản không dây thì nó sẽ có nhiều các cái chức năng mà chúng ta cần phải sử dụng kết hợp các nút thì nó mới hiện thị ra được. Rồi, chúng ta vẫn sẽ có cái thẻ bảo hành. Ở phía bên trong này thì chúng ta sẽ có một cái sợi dây cáp xoắn khá là ngon, và cái sợi dây cáp này thì nó cũng có xuất hiện trên các phiên bản Pro rồi. Tuy nhiên thì mình thấy có một cái sự khác biệt, đó chính là cái độ dài của cái dây cáp này đã được cải thiện, nó sẽ dài hơn ra khá là nhiều so với lại những cái phiên bản Pro khác. Đó, các bạn có thể thấy là cái phần cáp xoắn thì nó đã được làm dài ra rồi, chứ không còn ngắn như các phiên bản trước. Chúng ta vẫn có đầu kết nối với bàn phím sẽ là đầu Type-C, và cái đầu kết nối với PC sẽ là đầu USB. Và cái đầu USB Type-A này thì nó sẽ được mạ vàng luôn nha các bạn nhé. Cái dây cáp này mình cũng khá là thích thì vì nó sẽ làm cho cái chỗ bàn của mình nó gọn gàng hơn nhiều. Ở phía bên trong này thì chúng ta sẽ còn có một cái USB receiver, thì cái này dùng để dành cho chế độ 2.4G, tí nữa mình sẽ nói sau. Rồi, hết rồi, không còn gì hết. Vậy là trong hộp nó sẽ gồm có một chiếc bàn phím, một cái cover dùng để chống bụi, một cái dây cáp rất là xịn sò, dây cáp xoắn nhé. Và chúng ta sẽ có thêm một cái USB receiver. Cái này nó rất là dễ mất nên các bạn phải lưu ý. Và một cái keybuller nhổ keycap. Đó, đây là tất cả những cái thứ gì mà có ở trong chiếc hộp của em bàn phím EK387W. Như các bạn thấy thì em này vẫn sử dụng form TKL rất là phổ biến. Thì với những cái form như thế này các bạn có thể chơi keycap thoải mái mà không sợ bị cấn hay là bị thiếu nút. Rất là dễ phối keycap. Đây là một cái truyền thống của thằng Edora rồi, không phải bàn. Về keycap của em này thì em này vẫn đang sử dụng đó là keycap APS Double Shot. Tuy nhiên thì chất lượng của cái bộ keycap này mình đánh giá rất là cao. Tại vì cái nhựa bên trong nó đúc tràn ra ngoài, dẫn tới là cái bộ keycap này khá là dày. Và tất nhiên nó vẫn có hỗ trợ xuyên LED nhé. Với cái kiểu double shot như thế này thì các bạn yên tâm, sẽ không bao giờ bị bay chữ hết. Về cái phông chữ keycap của em này thì bây giờ nó đã làm cái phông chữ nhìn nó rất là cổ điển rồi. Thì nó sẽ không còn bị đứt quãng giữa các cái chữ nữa, mà nó sẽ làm liền luôn. Mình thích cái kiểu như thế này hơn. Về cái build bên ngoài thì chúng ta vẫn có một cái build gọi là high profile, tức là sẽ cái cây nó sẽ cao lên và nó sẽ lấp luôn cái chân của switch. Chúng ta sẽ không thấy chân của switch mà chỉ thấy keycap thôi. Cái kiểu như thế này thường là cái kiểu khá là cổ điển. Cái này cũng tùy người, có người thích có người không. Tuy nhiên thì nhờ cái kiểu bui như thế này mà mình cầm lên cái bàn phím nó cực kỳ chắc chắn, rất là cứng cáp và nặng. Rồi về phía sau của em này thì chúng ta sẽ thấy là có hai cái chân. Đó, chân gạt nâng hạ độ cao của phím. Và tất nhiên em Edora này vẫn được trang bị đó là hai nấc, thì nó sẽ phù hợp hơn với lại nhiều người. Chúng ta vẫn sẽ có bốn cái chân cao su để chống bám dính rất là lớn ở đây. Một cái đặc biệt nữa là chúng ta sẽ thấy có một cái khay ở đây. Cái khay này được khoan sẵn, thì thực ra đây là một cái phiên bản có lẽ là dành cho sử dụng pin tiểu, nhưng mà em này thì không dùng cái loại đó mà nó sẽ dùng pin liền. Chúng ta sẽ thấy có ba đường đi dây. Đó, đây cũng là một cái điểm rất là tiện lợi. Nhìn sát hơn một chút thì chúng ta sẽ thấy một cái công tắc nhỏ nhỏ ở phía trên này, thì đây là công tắc bật chuyển giữa ba chế độ, đó là 2.4G, chế độ dùng dây ở giữa
và một chế độ cuối cùng đó là Bluetooth. Vậy em bàn phím này thì chúng ta sẽ có tới 3 chế độ kết nối. Đó là chế độ dùng USB receiver và chế độ Bluetooth và chế độ dùng dây. Đây là một cái điểm cộng cực kỳ lớn của thằng Edora nhé. Vì thường là các cái bàn phím mà sử dụng Bluetooth thì nó sẽ hỗ trợ dành cho những người mà sử dụng laptop hoặc là iPad hoặc là những cái thiết bị kết nối mà có sử dụng Bluetooth. Tuy nhiên thì những cái kết nối Bluetooth đó thì chơi game rất là khó chịu, tại vì cái độ trễ của nó cũng như là cái chế độ mà tiết kiệm pin của nó rất là khó chịu. Vậy nên thì chúng ta sẽ cần đến một cái chế độ nữa, đó là chế độ dùng 2.4G. Đó chính là cái dùng USB receiver này. Và khi mà chúng ta cắm cái này vào thì cái tốc độ truyền nhận của con bàn phím này gần như là bằng một cái tốc độ mà mình cắm dây trực tiếp, nhưng mà nó lại là không dây, rất là gọn. Cho nên nó sẽ hỗ trợ được cho các bạn nào mà sử dụng chơi game đó, thì các bạn có thể cắm cái này. Và đồng thời là nó sẽ giúp cho cái bàn của bạn nó cũng gọn gàng hơn, đúng nghĩa không dây hơn. Đó là một cái điểm cộng cực kỳ lớn nhé, mà các phiên bản Bluetooth hay là những cái phiên bản có dây thì nó sẽ không có thể bằng được. Và các bạn lưu ý là cái USB receiver này rất là nhỏ nên các bạn phải cẩn thận không là bị mất đấy. Rồi đi sâu vào hiệu năng của em này một chút thì em này đang sử dụng đó là switch của Gateron. Và em này nó sẽ có 4 dòng switch Gateron, đó là Black, Yellow, Red và Brown. Rất tiếc thì em này chưa có hỗ trợ Blue switch. Tuy nhiên thì với những cái dòng high-end hoặc là những cái dòng mà nó cao cấp một xíu thì nó sẽ không còn là thiên hướng về blue nữa, mà nó sẽ thiên hướng về êm, nhẹ và nhanh nhạy. Thì đó là cái hướng mà Edora đang hướng tới. Và với Gateron thì mình vẫn thích nhất đó là hai dòng, đó là Black và Yellow. Hai dòng này thì nói về độ mượt thì cực kỳ ngon, ngon hơn cả Cherry nhé. Nếu mà các bạn lúc nữa thì bấm cực kỳ là phê luôn. Rồi về cái hệ thống đèn LED của em này, thì em này vẫn được trang bị hệ thống đèn LED RGB luôn anh em ạ. Đó, mặc dù là sử dụng không dây nhưng mà vẫn có hệ thống đèn LED RGB xịn sò luôn nhé. Đó, để mình mở cho các bạn coi. Đó, vì ở trong phòng thì mình bật đèn khá là lớn cho nên là nó sẽ LED nó sẽ hơi mờ. Tuy nhiên nếu mà các bạn sử dụng ở trong phòng không có nhiều đèn LED thì không có nhiều đèn thì nó sẽ sáng hơn rất là nhiều. Vì đây là đang ở chế độ Bluetooth nên nó sẽ tự động tắt LED nếu mà không sử dụng đến phím. Đó. Và em này đang sử hỗ trợ lên cục pin lên tới 4000 mAh, đảm bảo cho các bạn nếu mà sử dụng LED thì vẫn có thể trụ được trong một cái thời gian rất là dài. Còn nếu như mà các bạn không sử dụng LED mà các bạn sử dụng Bluetooth thì cái độ pin của nó sẽ trâu hơn. Còn nếu mà các bạn sử dụng USB receiver, tức là cái này, và không bật LED thì cái độ châu bò của nó sẽ được tăng lên cả gấp trăm lần. Nói chung là nó sẽ rất là châu bò nếu như mà các bạn sử dụng USB receiver và không bật LED. Đây là một trong những cái điểm cộng và nó là cộng 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 của thằng Edora luôn đấy. Với cái pin 4000 và cái switch Gateron như thế này thì các bạn có thể xài rất là sướng và thoải mái. Rồi bây giờ mình sẽ sang cái phần đó là phần hiệu năng của em này. Thì em này đang sử dụng đó là Gateron Yellow, Red và Brown. Thì với những cái dòng này thì nó cũng na ná như nhau. Tuy nhiên thì mình sẽ thử cho các bạn nghe về một cái Gateron Black nhé. Đây là một con Gateron Black, và nó với Black Gateron thì cũng được đánh giá khá là cao đấy. Mình sẽ cùng nghe thử và trải nghiệm em này nha. Mình đã hướng cái micro sát về chiếc bàn phím rồi. Thì bây giờ mình sẽ gõ cho anh em xem thử cái hiệu năng gõ của em này nha.
Ok, như vậy là mình đã vừa mới cho các bạn nghe cái tiếng gõ. Thì thực sự là con này gõ rất là mượt và êm ái. Và những cái nút như là nút dài như Shift đây, hoặc là Enter hoặc là Back thì nó rất là mượt. Nó lý do là con này nó đã được lúp sẵn lúc trước những cái step này rồi. Đây là một một điểm cộng rất là đáng giá nữa dành cho những bạn nào không muốn tự tay lúp hoặc là không có thời gian hoặc là lười thì cái này mua về thì nó sẽ sử dụng ngay và mượt trơn tru ngay lập tức, không cần phải làm gì hết. Đó, đây là một trong những cái điểm cực kỳ đáng giá của em này. Đối với những cái kit mà người ta gọi là stock, tức là có sẵn, thì đây là một trong những cái lựa chọn cực kỳ đáng giá. Tức là các bạn chỉ cần mua về thôi, đã được hỗ trợ từ A tới Z rồi và rất là ngon rồi. Còn nếu như mà các bạn muốn ngon hơn nữa thì chắc chắn là phải lúp và móc lại step rồi, cái đó không phải bàn. Tuy nhiên với những cái step stock như thế này và đã được lúp trơn tru như thế này thì rất khó mà có thể kiếm được một con stock nào gõ ngon hơn. Đấy, không tin thì các bạn có thể tìm những con tai to mặt lớn như là Leopold hay là những con Philco, các bạn gõ thử các cái thanh stack này coi, chưa chắc nó đã mượt mà được như thế này đâu nhá. Ok, bây giờ mình sẽ show cho anh em cái chế độ đèn LED RGB của em này nhé. Tuy nhiên thì cái chế độ đèn LED của em này cũng khá là ít và cũng chưa có cái phần mềm hỗ trợ. Nhưng với mình thì LED lủng thì cũng không quan trọng lắm, chỉ cần một cái chế độ đó là chạy LED RGB như thế này được rồi. Ok, bây giờ mình sẽ show cho anh em. Ok, như vậy là mình đã vừa đi qua các cái chức năng cơ bản nhất của em này, EK387W. Đây là một trong những cái con bàn phím mà mình thấy nó có nhiều chức năng nhất và được kiểu dạng như hỗ trợ full option từ A tới Z luôn. Rất hiếm mà có con bàn phím nào mà ngon như thế này. Và với cái tầm giá 1 triệu 2, triệu 3 thì con này phải nói là rất là ngon. Và có một cái điểm cộng đáng lưu ý nữa là với cái con này thì Idora nó có hỗ trợ các cái cover, các cái màu, đủ các loại màu luôn. Thì nó sẽ giúp cho các bạn có thể mix màu cover cộng với lại cái cap sẽ giúp cho các bạn có thể trải nghiệm hoàn toàn khác biệt với những cái bàn phím khác. Ví dụ như là chúng ta có thể mix màu cái cap trắng với một cái bộ cover màu trắng nữa thì nó sẽ rất là đẹp. Đây, ví dụ như mình cho các bạn xem hình nhé. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể mix màu xanh với lại keycap màu xanh, vân vân và vân vân. Đó, đó là một cái điểm cộng tiếp theo của em này. Vậy với cái tầm giá hơn 1 triệu của em này thì các bạn thấy có đáng mua không? Với mình thì đây là một cái tầm giá cực kỳ ngon dành cho những bạn nào mà không thích sự ồn ào, thích sự cơ động không dây đó. Và một cái layout chuẩn có thể dễ dàng chơi keycap, đồng thời là một cái hiệu năng nó là vừa đủ để cho các bạn sử dụng. Đó. Với Switch Gateron thì các bạn thấy là nó cũng rất là ngon rồi. Na ná gần gần như là bằng Cherry rồi đó. Ok, như vậy các bạn thấy như thế nào về bàn phím này thì hãy để lại comment ở phía dưới phần bình luận nha. Còn nếu mà các bạn muốn mua thì mình có thể link ở phía dưới phần tham khảo ấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu mà các bạn thấy video hay thì hãy nhớ like, share và ủng hộ kênh Boss Gear chứ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.